con gì mà nó lại kêu quạt 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 cái gì các bạn nhỉ? Con gì? Con gà trống ạ? Hay là con gà mái? Hay là con hổ? Ồ, không. Đây là con vịt đây. Nhà mình nuôi nhiều vịt chưa các bạn ơi? Các bạn vịt ơi, ăn nhanh 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 nhá. Xong rồi lát nữa mình sẽ cho các bạn ra ngoài đồng để tắm nhá. Các bạn vịt ạ, tắm ở dưới nước lắm mọi người ơi. Ô, em Cam đâu nhỉ? Cam ơi, ra đây trông vịt cho chị nào. Cầm cái gậy này, lát nữa mà chúng ta ra ngoài ngõ nha, đuổi vịt vào nha, chưa? Ra ngoài ngõ người ta bắt mất vịt đấy. Ôi trời ơi. Ui, em Cam sao lại đuổi vịt thế kia nhỉ? Này Cam ơi. Sao mồm ăn cái gì mà lại trông xanh lè cả mồm ra như này? À em ăn kẹo cầu vồng á, thế nhưng mà tại sao em lại đuổi vịt của chị chạy tứ tung hết cả ra sân như này? Bắt vào nhà chơi. Ui, vịt này là vịt thả ngoài đồng ấy, không được bắt vào nhà chơi đâu, bởi vì vào nhà chơi thì nó ỉa tứ tung ra nhà thì ai dọn được. Mà con vịt ra nó ỉ cứ thối lắm, mang vào nhà được đâu bởi vì nó bẩn lắm. Biết chưa, lần sau không được bắt vịt như thế đâu, mà bắt như thế lần sau các bạn nhảy vào người thì nó mà bẩn hết quần áo đẹp. Đấy, bộ quần áo đẹp chị mới mua đây này, nên mà vịt nó nhảy vào nhưng mà ướt hết, bẩn hết. Vịt này mới chơi được ở trong nhà này. Quạt 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 quạt. Bạn Nhím sao đứng đây từ lúc nào thế? Tớ nghe thấy hai chị em cậu bảo là mang vịt vào nhà chơi nhưng mà vịt nó sợ bẩn đúng không? Không lo, đây là em Cam ơi, anh có cái con này này, cũng là con vịt này này, mang vào nhà chơi hơi bị thích luôn, con này mới chơi được ở trong nhà nhá. Đi vào đây anh cho xem. Em đang thử mở cái món đồ này ra xem phải con vịt này chơi ở trong nhà không. Đây này. Đấy. Đây. Rồi. Đây là con vịt màu hồng nha, còn có một cái đường màu đỏ. Em Cam đừng xé ra đây, em lôi cái này ra. Đấy. Rồi, lôi nhẹ nhàng ra thôi chứ không đây, đây. Mở hộp đấy. Lôi cái này đây. Em Cam không? Đấy. Wow, một chú vịt màu hồng đáng yêu chưa này. Vịt màu hồng luôn nha. Úi giời ơi, em Cam thích không? Em Cam có thích con vịt này không? Con vịt này mới chơi ở trong nhà, đúng thật. Bởi vì con vịt này con vịt đồ chơi. Đây này em Cam ơi, anh hướng dẫn con vịt này nha. Con vịt này này, nó đi bằng hai cái bánh xe này, xong là tay nó cứ đập đập như này được này. Và đặc biệt nha, con vịt này nó chạy bằng pin này này các bạn ơi, chứ nó không ăn thóc đâu. Con vịt này không cần cho ăn mà chỉ cần sạc, chỉ cần cám à. Đúng rồi, hết pin là mình nắp pin vào là nó có thể chạy được nha em Cam nhá. Bây giờ đấy, nắp vào trong xem này này. Đây, bây giờ ở đây có cái nút bật này em Cam này, bật một nấc này. Nó có hai nấc đấy. Con này nó phát sáng được à? Nó phát sáng được xong là mồm nó còn phun ra cái khói cơ. Ồ thế. Đây là nước màu thôi thì là nó sẽ bật đèn thôi. Còn bật một nước này này. À thì nó mới vừa nhảy vừa hát đúng không? Đúng rồi. À mở cái này nữa. Đấy em Cam ơi, hay chưa? À con vịt này vịt xoay 360 độ. Được, xong nó đi. Đấy. À nó cảm nhận được không? Khi mà nó gặp chướng ngại vật là nó sẽ tự xoay vòng. Xong là đây. À thế thì không bao giờ sợ nó rơi đúng không? Đúng rồi. Cái của nó mới ở cái tay của nó cứ đưa lên đưa xuống, đưa lên đưa xuống này. Còn đây là bánh xe, nó phát ra đèn, nó trông đẹp lắm cái này. Cái trò này các em 2 tuổi đã có thể chơi được rồi. Cái này chỉ bật lên là nó chạy được thôi mà, chứ không phải điều khiển gì đâu. À không, thế thì quá dễ nhỉ, thế thì các em bé nhỏ mấy tháng tuổi cũng chơi được. À, đây. Tớ quên chưa nói. Phía bên trên này này nó có một cái lỗ để đổ nước này, để tớ vào tớ lấy nước cho. Đây. Đây bạn Nhím lấy nước ra rồi, mình sẽ thử đổ vào cái đầu con vịt này nhá, xem nó có phun khói hay là không nhá. Nó phun hơi bị mạnh luôn. Nước này là phải nước sạch đúng không? Đúng nước rồi. Bẩn là nó sẽ bị độc cặn trong này, nó không phun được ra các bạn ơi. Phải lấy nước sạch nhá. Xong bây giờ mình sẽ bật bên dưới này đúng không? À đấy. Nó phun như này, nó phun mạnh chưa? Nó phun hơi ác luôn. Con vịt này nó lúc nào nó cũng phun khói luôn, như là hút thuốc ấy. Đấy, úi giời, thích chưa? Ô, thế cái con vịt ngộ nghĩnh này cậu mua nó với giá bao nhiêu tiền thế? Con này người ta bán là 110.000 đấy. Ồ thế rẻ thế. Cũng rẻ đúng không? Con vịt này to lắm nha mọi người ơi. Mà con vịt này nó chơi bền này bởi vì nó không phải điều khiển gì nên ai cũng chơi được thôi. Em Cam cứ ôm nó suốt ngày đấy, nó phun ra khói mát lạnh luôn. Các bạn nhỏ tầm 6 tháng tuổi mà đã biết rồi chơi con này cũng rất vui luôn đấy. Đúng rồi. Xung quanh xong nó phun khói này. Rồi thôi bây giờ cho em Cam mang vào nhà chơi đấy. Em Cam mang vào nhà đi.